Bonsai Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị có thể nhìn thấy một cái dòng người rất là đông đúc đổ về chợ Viềng Nam Định quý vị nhé. Rất là đông và hôm nay là chợ chính. Ngày mùng 7 tháng 1. Anh ấy đã chọn được cái vật dụng hả? Quý hả? Mâm đồng anh. Đúng rồi. Ôi giời ơi, mâm quý. Vâng, em chào anh nhá. Đây, mỗi người đến đây đều chọn được cây hoa này rất nhiều này. Mọi người mong cho mua một cái món đồ để cầu mong may mắn nhỉ. Yeah. Tài lộc, bình an đến với gia đình mình. Em chúc mừng cho anh nhá. Anh đã chọn được cái món đồ ưa thích anh nhá. Vâng. Thì quý vị chiêm ngưỡng cây cảnh nhá quý vị nhá. Có một cái gian hàng cây của anh Cương. Anh ơi em chào anh, chào hai anh. Chào hai anh nhá. Anh có rất nhiều cây bonsai nghệ thuật anh nhỉ. Đây bonsai Đức Huy sẽ chia sẻ cho quý vị từng tác phẩm. Và nếu được thì sẽ anh sẽ bật mỹ giá cho quý vị một chút nhá. Vâng. Đây quý vị này. Thì về mấy chợ Viềng ngắm cây thì bạt ngàn luôn quý vị ạ. Anh cái phôi này của anh nghệ thuật này, phôi này có nhiều tiền không anh? 25 triệu. Phôi này 25 triệu anh. Vâng. Còn rất nhiều quý vị nhé. Những cái tác phẩm hoàn thiện này bọn Sado Huy vào trong chia sẻ trước cho quý vị. Đây là hai cây giáng lão. Cây lão này hàng cốt trậu, giá kinh khủng quý vị. Anh có một đôi lão này đẹp. Đôi lão hàng cây cổ. Hai cây đó hình như là xuất phát từ tán tầng anh nhỉ. Đây bên này một cây nữa này. Hai cây lão mịn, rất mịn và già. Cốt chậu quý vị nhé. Đây là cây xuất phát từ tán tầng. Cái anh phá. Cái phôi đối đại này đang trong quá trình xây dựng. Cái xin này đẹp quá nhỉ. Bệ nhún hết này. Thì nhiều tiền không anh? 50 hả? Đây đông lắm rồi quý vị này, vào mọi người tham quan này. Ở Viềng này thời tiết rất là đẹp quý vị nhá. Thời tiết ấm áp. Đông lắm. Đây mọi người. Cao Cương. Và anh Cao Cương à. Chúc anh làm sao năm nay là anh sẽ bán đất hàng. Bán được nhiều tác phẩm. Anh có cái rành này cũng đẹp này. Cái phôi. Cái rành này của anh nhiều tiền không? 15 triệu anh ạ. Bao nhiêu? À 15 triệu cái rành này. Cái lộc vừng này như bên này, những cái lộc này nhiều tiền không anh? 5 triệu cây. Lộc vừng này sung này. Quả trên dưới 5 triệu cây. Anh ơi, tác phẩm Giang Huyền này thì việc chơi này. Cái này nhiều tiền không anh? 5 triệu. À, 5 triệu cái này hả? Em ơi, chào anh. Chào anh, cảm ơn anh đã nhận em. Rất nhiều cây nghệ thuật này. Mọi người vào đây ngắm cây đi. À, lá mai vòng quý tử. Phôi lão này có nhiều tiền không anh? Phôi lão này là 25 triệu. 25 triệu cây này hả? Hàng già nhá. Già. Ừ, cao có hơn 20 phân rồi. Già chất chát. Cái này 6 triệu, cái anh báo 6 triệu này. Cái này chỉ được chơi này. Cái nào chơi cái... Vâng. Cây lộc đẹp quá quý vị ạ. Anh ơi, cây lộc này bao tiền anh? 40 triệu. 40 triệu à? Cây lộc đẹp quá.
Vâng. Lộc quá đẹp, 40 triệu. Quý vị có thấy chợ Viềng đông không quý vị? Tối nay đông rồi. Đấy sáng mùng 7 nhá, tối nay còn đông nữa. Tối nay thì chật kín đường này anh nhỉ? Tối nay thì rất là đông du khách. Phương về ngày hội đúng nghĩa. Đầu năm. Hội chợ đúng nghĩa đúng không? Anh lấy dây anh quấn vào. Bị xước à? Bị xước à? Đây, cái này đẹp quá. Lâu rồi. Đồ bé nhưng mà chất này. Chẳng cả kể cả không thì lấy. Đấy là lấy rồi mà. Anh ơi, cây dành dành này nhỏ đẹp quá này. Cây này nhiều tiền không anh? Cây này khuôn tiền mà đẹp này. Hàng nghệ thuật này. 2,5 triệu. Con này bao nhiêu tiền? Con này 2 triệu. 2 triệu. Bên cạnh là thịt bò đặc sản Nam Định đây. Vâng. Bò đặc sản Nam Định này. Nhìn cái miếng thịt bò ngon quá này. Vâng. Đang live stream các giới thiệu chim nhá. Chơi cây, ngắm cây, đói thì cũng vẫn phải ăn. Mọi người đến đây thì ngoài cây cảnh ra còn cũng có thể mua nhiều quý khách mua những cái thịt bò. Quá nhiều quý vị ạ. Những cây nhỏ rất nhiều nhá. Đây mọi người đã lựa cho mình cái cây. Anh chào cô. Anh cô đã mua được cái cây lộc về với gia đình rồi nhỉ? Vâng. Cái này cô mua bao tiền cô? Cô mua cái này 400. Vâng. Đấy, chúc mừng cô nhá. Năm mới hôm nay gia đình sẽ nhiều may mắn và nhiều tài lộc. Rồi, cô cảm ơn nhá. Mọi người đến với chợ Viềng thì quan niệm ít nhất phải mua được cái món đồ gì đó. Thì món đồ đó sẽ mang cái may mắn cho gia đình trong suốt một cái năm mới. Thì dù cây ít tiền hay cây nhiều tiền. Anh cái đôi cổ này nhiều tiền không anh? 28 một đôi này. 28 một đôi cổ này. Đây một đôi đây quý vị. Đây là cái gian cây của anh Cương quý vị nhá. Anh Cương tại chợ Viềng Nam Định. Này Nam Điền già quá này quý vị này. Sung dáng trực hoành rất là nghệ thuật. Thì thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ một cái thước phim khung cảnh tại chợ Viềng và đặc biệt là cái quầy cây của anh Cương.
Và Sa Đức Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Sa Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tất cả mọi người nhá, chúc mừng năm mới an lành nhá. Vâng, cảm ơn các anh nhá, cảm ơn hai anh nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Có rất nhiều video đẹp cho những người yêu cây trong làng cây Việt Nam để thưởng thức những video đẹp rồi nhỉ. Vâng ạ. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn các anh. Giữ nguyên chúng mình.